Tức là Đức Phật Thế Tôn Ngài là một trong 10 danh hiệu lớn trong Phật học từ điển. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật và Thế Tôn. Ngài thành ở cõi thế, người ta tôn người lên gọi là Thế Tôn. Vậy thì từ ngữ của Đức Phật Thế Tôn, từ ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói là một vị, có thể nói rằng trong thời kỳ của thứ hai trong tam thế chư Phật. Quá khứ Phật, nhiên đăng cổ Phật, lập hội liên trì đại hội. Rồi tương hiện tại Phật là Thích Ca Mâu Ni, Ngài lập hội là Linh Sơn đại hội để cứu tập tất cả các bậc La Hán và Bồ Tát. Đến tương lai Phật là Đức, là Di Lặc Tiên Quang Phật, là Đức Thầy chúng ta đây. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Dạ, kính thưa quý vị đại diện cho thân tập. Dạ, thưa chúc sáu thôi, cũng là người đại diện về phía gia đình, cũng là một người tổ chức buổi lễ đáo lễ tuần giáp năm, hai năm cho người thân kính mến. Dạ, thưa quý bậc lão thành, quý ông quý bà, cùng các bậc thiện tri thức, các vị cao minh và các bậc cao đồ của tổ thầy yêu kính có mặt nơi đây. Dạ, thưa toàn thể chư cô bác anh chị em vùng đảo kính mến, cũng là một cái niềm vinh hạnh lớn lao để chúng tôi được tái ngộ nơi nhà của chú Sáu đây. Nên nhớ lại không lầm thì đây là cái lần thứ hai, vì trước kia chúng tôi đến đây là cái chương trình khóa niệm Phật của chú bắt đầu đã khai mở, cho nên dạo đó chúng tôi có được đến đây trao đổi một lần, thì lần này cũng là một lần thứ hai. Thì xét qua trong một cái tình phu thê gắn bó đã hai năm tròn, cái người thân của gia đình đã ra đi vĩnh viễn, hôm nay người ở trở lại đây đó, thì trái lại nhớ lại cái tình tào khang tấm mẫn trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa trôi đến thác. Và nhớ lại không lầm, Tây phương triết học khi xưa có để lại cái câu là một khi hoa anh đào đã tàn thì không phải vì sự xót thương mà làm cho hoa kia nở lại được. Thật ra trong một cái tình thương thấm đậm, đạo phu thê gắn bó, nhưng mà nói đến cái tử sinh ly biệt trong định luật nói chung thì rồi người cũng phải chấp nhận ra đi. Nhưng mà cái người ở lại đó thì ta lại nhờ sự sáng suốt giác ngộ, ý thức chung là sau khi cái thân xác này đã đây đi rồi thì chúng ta chỉ nương dựa vào đâu? Nương dựa vào đạo đức. Nếu cái người còn lại mà biết được cái sự đạo đức giác ngộ thì người ta lo cái phần lớn là lo linh hồn, đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Cho nên trong kim cổ ông ba nói, trăm năm mà lo giữ mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Do sự tinh thần giác ngộ cao, trên gia đình đã có chương trình cúng bái và cầu nguyện, mà trái lại còn có tổ chức thêm một phần nữa, đó là đem giáo lý Phật Đà, tức là chương trình hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo Hòa Hảo, mà mỗi cái tư gia chúng ta có cái tư thế là chuẩn bị được như thế này đó, thì hiếm có lắm của bác anh chị em. Chúng tôi nhớ lại không lầm thì trước đây đó, thì những cái ngày lễ giỗ là những cái ngày lớn của gia đình tổ chức đó, thì người ta tổ chức bạn bè nhậu nhẹt, rồi nói chuyện đời, không là đờn ca sướng hát, chứ không khi nào có chương trình như thế này đâu. Nhưng mà qua một cái thời gian, quá trình kinh nghiệm của Phật giáo Hòa Hảo, có số cô bác anh xem lãnh hội qua ý thức của tổ thầy, cho nên người ta mới có cái chương trình mỗi khi tổ chức những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn mà gia đình đã có sự sắp xếp, thì người ta tổ chức ý thức chung là lo cho linh hồn của quyền theo tổ cũng như người thân. Thành ra vì lẽ mà hôm nay đó chú Sáu tổ chức lần này cũng là nhiều lần, kể như chú đã ý thức rồi về vấn đề giác ngộ qua
Phật pháp thì cái phương pháp bố thí nó có ba phần, nhưng mà cái phần mà nói về cái phần mà pháp thí nó đứng đầu trong tam hạnh bố thí. Bởi vì tài thí như minh đăng tiểu thất, pháp thí như nhật chiếu trường không. Hãy làm việc tài thí với như ngọn đèn trong trong nhà nhỏ, mà làm việc pháp thí với như mặt trời soi khắp bốn phương thiên hạ. Hễ mặt trời soi đến đâu thì mờ tối đều tiêu tan đến đó. Cho nên cái công cuộc hoằng pháp lợi sinh là một cái công cuộc lớn, chẳng những về cái cõi dương mà luôn cả cái cõi âm. Sau khi nghe được giáo lý Phật giáo hòa hảo, nhờ nương theo cái chân thần đó mà họ được siêu hóa trở về cảnh an lành của chư Phật. Nên vì lẽ mà hai mặt, mặt người sống thì giác ngộ, còn người chết thì được siêu thăng. Cho nên cái lợi đó, cái người còn ở lại người ta tổ chức như thế này. Thì hôm nay chúng tôi rất tán thán cái tinh thần đoàn kết của Phật giáo hòa hảo đã được nghe thông tin của gia đình, rồi đồng thời chúng ta khắc phục thời gian đến đây để được họp chung cùng với gia đình để nói lên cái tiếng nói là tinh thần hòa hợp của tôn giáo bất diệt mà Đức Thầy đã khai thị. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau đó thượng thiện du dày. Thì thôi, không làm sao nói cho hết được. Vậy thì giờ đây sự gặp gỡ của mắt anh trong buổi ban mai, thì chúng tôi xin đại diện cho địa phương xa nhà và đoàn, lời nói đầu tiên của chúng tôi là chân thành gửi đến gia đình cô bác anh chị em lời vấn an sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thôi, thời giờ có hạn, chúng tôi dành lại cái thời giờ đầu tiên này để rồi chúng tôi để lại cái phần sau. Dạ. Yeah. Lẽ ra thì chúng tôi trình bày nói là cái phần đầu nó nhiều hơn nữa, nhưng mà xét ra trong cái thời gian gặp gỡ là một điều hiếm có. Để muốn chia sẻ một phần nào đối với cô bác anh chị em ở vùng xa xứ lạ, nhất là nơi đây là nơi thánh địa, là nơi gần biên cạnh của tổ đình Đức Thầy ra đời. Cho nên chúng tôi rất quý mến cái tinh thần cao thượng giác ngộ của cô bác anh chị em đã có một cái tinh thần đi trước rồi. Thì nhớ lại không lầm, lời của Đức Tôn Sư dạy là cả chết đã yên rồi một kiếp, nhưng mà cái người sống còn đã tái tiếp noi gương. Giờ đây đó thì những cái vị cao đồ của Đức Thầy như ông Lê Văn Phú từ Đà Tho, rồi Nguyễn Văn Tiễn là chú Mù Tiễn, cũng như Lê Minh Châu, tất cả các vị giảng viên ngày xưa cũng ra đi rồi. Thì chúng tôi là người thế hệ ở phần sau, cho nên vì lẽ cũng nối tiếp thêm một phần nào đối với cái chương trình Phật Pháp. Nên vì lẽ mà sự gặp gỡ của bác anh chị em, nếu trao đổi có những cái nghĩa mà chưa được sáng lắm, tức là tối nghĩa, hoặc là sai qua một cái từ ngữ nào, thì mong rằng các vị cao đồ cũng như cô bác anh chị em trí thức hoan hỷ và chỉ dạy cho chúng tôi, xin cúi đầu lãnh giáo. Thì thôi, thời giờ có hạn, để chúng tôi cũng xin nói một phần nào về phần đầu tiên thôi. Thì hiện nay đó thì chúng tôi cũng bị cái nghiệp nó cũng mà dồn dập nó, cô bác anh chị em. Hồi năm rồi đó là cái tháng chạp này nè, thì chúng tôi nằm ở bệnh viện là 20 ngày. Cũng vì té xe mà nó phía bên tay trái này nó đi sắp về phía bên tay trái này, từ cái tay là đến cái mắt này nè. Nó mai cũng thôi, nếu có đầu dập xuống thì đã chết rồi. Thì chỉ bị về cái độ mềm thôi, chứ chưa có bánh vấn đề phần xương. Nhưng mà bữa nay đó thì té cái đợt này nó nặng hơn cái đợt trước. Thì tôi nằm nghiêm phía bên tay mặt nữa, bên kia thì năm rồi ta thấy bên tay ta mặt nữa thì dường như hai bên nó muốn đồng. Dạ, té kỳ này nặng hơn là bác sĩ siêu âm cho biết là 7 cái 3 sườn tôi nó đã gãy đó. Rồi xuống dưới ở bệnh viện Hữu Nghị nó nói thêm 2 cái 3 sườn nữa là 9 cái 3 sườn. Hết trơn rồi, 9 cái 3 sườn. Dạ. Rồi nhất là cái da dai này, khi té xuống nằm nghiêng vậy nè, rồi đi chùi tới cái da dai này nó bị nghĩa là gãy, sau đó người nó nói là gãy xương đòn dai, thì kể như cũng tầm mức quan trọng lắm. Rồi khi tôi đi đó thì mấy đứa con nó hay tin, nó nói ông ba ơi, ông ba chưa có mạnh mà nếu mà ba đi nữa thì đi về sợ nó vết thương nó hở ra rồi nó cũng nguy hiểm. Thì tôi nói thôi không sao đâu, bây giờ nói với mấy các con nhớ là bây giờ trước sau gì ba cũng ra đi à,
Thì thôi bây giờ gãy mới na thế bớt bớt kể đi để đáp ứng theo sự nhu cầu chung của đồng đạo, đóng góp phần nào đối với tinh thần của tổ thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì thôi mấy đứa con yên tâm bắt đi với lát rồi ba về, cho nên tôi cũng có nói với mấy đứa con tôi vậy. Thì thôi thời giờ có hạn, vậy thì giờ đây thì chúng tôi mời trong cái hội trường chung của bác anh chị em cũng như ban tổ chức, thì nếu có những cái điều trao đổi trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ít nhiều thì mời quý vị đồng nêu lên để chúng tôi làm cái tiền đề trao đổi trong buổi văn mai hôm nay. Mời ông Sư Nguyên Duy. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mời tôi cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi toàn thể quý vị mình hiện diện có mặt hôm nay. Thôi thì bây giờ trở lại cái chương trình đi. Mình coi cho huynh mời tôi đảm trách qua cái gì, bàn với lận ha, là hoặc làm sao. Tôi thấy bàn lận hay hơn, chứ quý vị mình ở đây là thâm niên hết trơn rồi à, đã dùng gần cái dùng thánh địa rồi, khước nhiều lớn rồi, tu cũng lâu rồi, bây giờ chỉ gạn hỏi một hai câu là để đưa lên để rồi huynh mời tôi trình bày với quý vị mình coi có đúng nghĩa hay là không, hoặc là nó còn sâu cạn gì đó góp ý thêm. Mời đi, trong tay tôi bây giờ hiện giờ chưa có cái đề tài nào trong tay hết trơn á. Mời mình lên đây trực tiếp luôn. Giới thiệu mình ở đâu, quê quán, làm nghề gì cho bà con ta biết luôn. Mời. Kỳ cắt đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em, tôi xin hỏi chú Mười hai câu. Là Thích Ca đạo dĩ quyền sâu, rạch tim xem được một bầu linh quang. Nhờ chú Mười giải cho trong hội trường nghe và cùng chúng tôi đồng nghe. Xin cảm ơn chú Mười. Nam Mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho nằm bó tay cái đề tài của đồng đạo huynh sáu mình đi. Và mời anh Mười vào chương trình. Dạ thưa cô bác anh chị em, giờ đây thì cái đệ Bảy Ly này là em ruột của Tư Bé, là người ở cùng chung một xã với chúng tôi. Dạ, tiếc gì Tư Bé đã mãn thần ra đi, chưa tròn được một năm cô bác anh chị em. Dạ, làm với cái phận sự công tác của đạo sự là thượng ngôi tam bảo trong ba ngôi thờ cúng của mỗi gia đình nếu ai có muốn quy y thờ Phật giáo Hòa Hảo. Thì cái chương trình của cháu nó là 9 năm. Không sinh hoạt vấn đề gia đình gì cả mà chỉ lo vấn đề được tiếng gọi của cô bác anh chị em đến tại tư gia. Thì cháu nó cũng đồng thân hành đến nơi, dầu là ở xa cũng như là ở gần. Có nhiều khi ở Bến Tre nó cũng vẫn đi nữa. Thì cái tinh thần hiếm có, mới cái đợt rồi nè, tôi đã điều trị con mắt ở thành phố Sambon. Sau khi trở về ở nơi nhà ngọ trụ của nhà trọ của mấy đứa con đó, thì tôi nên nằm chim bao gặp Tư Bé về thăm tôi đó. Tôi cũng lâu gặp ông Mười quá, là có gặp và nói y như vậy đó. Thì thôi giờ đây trở lại nơi đây thì cháu nó ở nơi Hiệp Xương, và tôi cũng có quen biết cái số bà con ở bên đó như là Úc Lộc đó. Thời gian chúng tôi có đi đến đó để cầu nguyện một lần. Thì giờ đây chúng ta được tái ngộ gặp lại nơi cái hội trường tại nhà của chú Sáu Thôi đây, để cháu nó đưa lên hai câu trong sấm giảng của Đức Thầy. Thích Ca đạo dị quyền sâu, rạch tim xem được là một bầu linh quang. Mãn còn tư lự tình tang, thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Thưa quý vị, bây giờ hai câu này nó nằm ở đâu? Có phải nằm trong bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông? Bài làng Giếng Làng Mỹ Hội Đông thì viết hồi nào? Có phải ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, gồm có 108 câu đồng với cái bài Khuyên Người Vào Lòng Phước Thiện mà cháu ta đã đưa ra có hai câu à? Thích Ca đạo dị quyền sâu. Bài đạo dị là gì? Thì thôi giờ để chúng tôi trình bày qua phần xứ xong rồi, và đến cái phần chú nghĩa và bình luận một phần nào trong hai câu giảng của cháu nó đưa lên đây. Thích Ca là gì? Thích Ca là cái từ ngữ họ của Đức Phật Thích Ca khi xưa đó,
là họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia đó. Đọc lại trong quyển Phương Thiện chúng ta, Thích Ca là họ của thời kỳ trước đây đó, của con của vua Tịnh Phạn Vương. Thành ra dịch nghĩa theo Phạn Văn, Thích Ca dịch ra là gọi là năng nhân, Tào dịch gọi là cái người mà có cái công năng để rồi đưa chúng sanh ra khỏi nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên năng giả thiên quyền phương tiện khúc tự cư nghi, tức là có chữ năng đó là có các công năng để rồi dùng phương tiện thực và phương tiện tiệm để đưa chúng sanh ra khỏi bể sinh tử luân hồi. Năng giả thiên quyền phương tiện khúc của nghi. Rồi hôm nay đó là hôm nhân giả trí đức hồng ân phổ triêm vạn loại thị đại từ lợi vật giả. Chữ nhân có công năng là làm tất cả những cái việc lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, nên gọi là năng nhân. Từ ngữ theo Phạn Văn dịch lại bằng tiếng Tàu. Thì thưa quý vị, giờ đây chúng ta thấy được vừa qua là từ ngữ xong rồi đó. Để Thích Ca đạo vị, khi Ngài đã xuất gia thành đạo rồi, thì khi đã thành đạo rồi Ngài trụ thế 49 năm, cho nên ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Từ đó 49 năm dân du giáo hóa độ chúng sanh, thì thời gian Ngài tịch vào ngày rằm tháng 2 năm, cái thời gian đó trái lại là Ngài đã được 80 tuổi đó cô bác anh em, 80 tuổi. Thì lịch sử của Đạo Phật trên 2568 năm, kể là năm nay đó, thì đã có trong cái thời gian lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quả thật là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thấy rộng to, một người đó cũng khó sánh đo cùng Ngài. Hay là Ngài là vua pháp thật cao, khắp trong ba cõi không sao sánh, tài tiên trời đều kính đạo thầy, cha lành hết thảy đó bốn loài chúng sanh, là nón sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Thành ra từ đó hôm nay đó, Đức Phật là đứng đầu trong cái vấn đề, trong cái cảnh giới Ta Bà này. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy mới dùng cái danh từ là Ta Thừa Dưng nó xác lệnh Thế Tôn, tức là Đức Phật Thế Tôn Ngài là một trong 10 danh hiệu lớn trong Phật học từ điển: Như Lai ứng cúng, Chánh biến tri minh hạnh túc, Thiện thệ thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư Phật và Thế Tôn. Ngài thành đã cõi thế, người ta tôn người lên gọi là Thế Tôn. Vậy thì từ ngữ của Đức Phật Thế Tôn, từ ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói là một vị, có thể nói là trong thời kỳ của thứ hai trong tam thế chư Phật. Quá khứ Phật, nhiên đăng cổ Phật, lập hộ liên trì đại hội. Rồi tương hiện tại Phật là Thích Ca Mâu Ni, Ngài lập hộ là Linh Sơn đại hội để cứu tập tất cả các bậc La Hán và Bồ Tát. Đến tương lai Phật là Đức, là Di Lặc Tiên Quang Phật, là Đức Thầy chúng ta đây. Thì giờ đây chúng ta thấy được hiện nay Thầy dùng cái danh từ này nói trong cái bài Diễn Lằng Mỹ Hội Đông: Thích Ca đạo vị quyền sâu. Bởi vì khi Ngài đã thành đạo rồi thì Ngài mới chế biến ra 84.000 pháp để trị 84.000 cái bệnh trần lao. Thì trong đó có cái pháp gọi là Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Môn Hoàng Diệp, những phương pháp gọi là tri khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Cho nên từ đó hôm nay nó cô bác anh chị em biết, từ khi Ngài đã thành đạo rồi, Ngài mới truyền ra cái bí pháp cho ai? Đó là Ma Ha Ca Diếp đắc được cái bí pháp đạo vị quyền sâu. Trong thời chữ sâu là nhiễm màu sâu kín, mà chỉ truyền lại cho một vị đệ tử đầu tiên gọi là Đầu Đà Ma Ha Ca Diếp, là một trong thập vị đại đệ tử. Một hôm, như vậy là căn cứ theo trong sơ thiền có kể lại đó, thì vua Phạm Thiên ở cõi trời thứ ba đến dâng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đóa hoa sen sắc vàng và cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp cho Ngài nghe. Thì bây giờ Đức Phật giói tay nhận lấy cái đóa hoa sen rồi lặng im, đưa mắt nhìn trong pháp hội mà không nói một câu nào cả. Thì lúc bây giờ trong pháp hội đó, Thinh Văn Viên Giác và Bồ Tát đó như đuôi như điếc, không biết ý Phật nói gì. Chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp là vị Đầu Đà phương tiện tai hữu đứng lên đến Đức trước mặt Đức Như Lai rồi quỳ xuống mỉm cười mà thôi. Ngài chỉ mỉm cười thôi là Ngài đã đắc được cái ý rồi đó. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật đó, Ngài mới nói trong cái bộ kinh Pháp Hoa
Ngô hưởng nhãn tạng niết bàn diệu tâm thiệt tướng vô tướng di diệu pháp môn thiêm phú ma ha ca diếp. Ngài nói rằng ta có một cái chánh pháp, con mắt thấy rõ chánh pháp, cái ta cái tâm hiểu được niết bàn, thật là di diệu pháp môn không pháp môn nào bằng, thật tướng mà không tướng, nay truyền lại cho ông ma ha ca diếp. Thì cô bác anh em biết là một vị tổ đầu tiên, từ đó ngài mới truyền sang dài dài xuống tới 33 đời tổ, thì cũng truyền gọi là tâm ấn đơn truyền. Đó, tâm ấn đơn truyền tức là trở lại hồi quang phản chiếu, trở lại tâm mà truyền gọi là cái bí pháp. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy nói đạo dị, tức là cái quyền diệu của Phật Pháp đó, không làm sao chúng ta kể cho hết được. Chỉ nói một vài tích đó như vậy để chi? Để cho chúng thấy rằng cái đạo Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó trở lại bên tâm, chứ nó không phải trở lại bên tướng đâu cô bác anh chị. Cho nên từ đó cái ông mà Ba Thới tại thầy mượn tay ông mà viết ra chính bổn đó, ông nói là kim thích đạo đó xem kinh chẳng tổng, diệt âm thinh sát tướng bất dùng đạo tại tâm, tâm đạo sức tùng mà hả tùng tâm đạo mới là Phật đạo. Cái người mà trở trở lại tâm mà tu theo tâm đó, đó là vô vi chánh pháp, thật sự là đó là chánh đạo đó của bác anh chị. Cho nên quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt vô vi chánh đạo, hỡi người ơi, hay đạo vô vi của Phật ngăn cần nối theo chí Thích Ca ngày trước, từ đó ngài mới truyền qua gọi là vô vi chánh pháp đó đó cho đức tổ mà Ma Ca Diếp, rồi từ đó Ma Ca Diếp mới truyền lần đến A Nan, rồi A Nan mới truyền lần đến về sau là 33 đời tổ, đến như Đức Đạt Ma Tổ Sư là vị tổ thứ 28. Sau khi muốn độ Huệ Khả Đại Sư, năm vị tổ ở bên Trung Hoa, ngài viết lên bốn câu: ta đúng, ta giống sang đây một chữ không, nên tiên tác thật đã ở bề trong, bằng trên mặt giấy tầm pháp bổ thì tụng niệm đó, già đời rất uổng công. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy được đạo dị quyền sâu, là ám chỉ cho cái sâu kín của Phật Pháp, nó nằm ẩn ký ẩn kín ở trong tâm chứ không ở ngoài đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy cũng dạy đó, là dầu cái người mà tu muốn thành tiên tất Phật hay bị đọa thành ma thành quỷ thì cũng do nơi tâm. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, rồi tiên hay Phật, nó cũng là tại nó. Thì thưa cô bác anh chị em, vậy thì Thích Ca đạo dị quyền sâu, sở dĩ cái câu thứ hai là rạch tim xem được một bầu linh quang. Rạch tim là ám chỉ cho cái tâm của mình đây nè, chứ tim là tâm. Nếu ai trở lại tâm mà tu đó, thì cái người đó mới phản bổn quần nguyên, mới trở lại với cái chỗ thật tướng của chân tâm diệu minh đó là cái Phật tánh của mình. Thì trong kinh Phật thường nói ngã tâm tự hữu Phật, tự Phật thị chân Phật, tự nhược vô Phật tâm, hà xứ cầu chân Phật. Nghĩa là tâm mình giống có Phật, Phật trong tâm mới là ông Phật thiệt. Còn trong tâm mình không có Phật thì đi cầu ông Phật thiệt chỗ nào? Đó, cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đó, tức là tất cả các tướng hình thức bên ngoài đều là giả ảo. Đó, nếu mà chúng ta trở lại cái Như Lai tạng tánh ở bên trong, thì đó mới thật là cái người tầm đạo của Đức Phật khi xưa. Cho nên rạch tim mà xem được đó, tức là chúng ta trở lại hồi quang phản chiếu, thấy được cái tâm của mình, thì chừng đó chúng ta mới thấy được đạo. Cho nên từ đó rạch tim xem được là một bầu dinh linh quang, là ám chỉ cho cái chủ sâu kính mầu nhiệm nó. Nếu mà chúng ta đã rọi được cái bản la thanh tịnh chân tâm diệu minh, thì chúng ta sẽ thấy được cái Phật tánh. Mà hãy thấy được Phật tánh rồi đó, thì tức là chúng ta đã thông suốt được tam giới rồi đó, đã đắc được đạo tại thế gian của bác anh chị. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi xưa cũng nói muốn tìm Phật trở lại tánh mình mà tìm, đừng tìm ngoài thân mà tìm. Tánh mình mê là chúng sanh, tánh mình giác là Phật. Lòng từ bi là Quan Âm, lòng hỷ xả là Thế Trí, lòng năng tinh là Thích Ca, lòng bình đẳng chính trực là Di Đà. Rồi ngài nói về cái tâm phàm, lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà giả là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng trần lao là cát trạnh, lòng độc hại là rồng dữ, lòng giả dối là quỷ thần, lòng tham sân là địa ngục, lòng mê si là súc sanh. Cho anh tạo hoa tay quá vậy. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì giờ đây chúng ta mới biết được cái chỗ là bất lập. Đó là tức là chúng ta bất lập về vấn đề ngôn ngữ, bên ngoài cũng vậy đó, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lời của Đức Đạt Ma khi xưa là vậy.
Thì thôi, thời giờ có hạn thì chúng tôi trình bày qua một vài nét trong hai câu đó thôi à. Thì có lẽ cô bác anh chị em cũng còn hỏi nhiều câu nữa. Thì thôi, thời giờ có hạn, chúng tôi lấy cái phần dẫn dụ so sánh đối với chứng minh. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dừng về cái phần bình luận chú giải thôi, thiếu cái phần bình. Đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.